Vệ sinh răng miệng bằng máy tăm nước là một trong những phương pháp phổ biến được nhiều người áp dụng, đặc biệt là đối với những người đang niềng răng. Với công dụng làm sạch răng hiệu quả, loại bỏ đến 99,9% mảng bám và vi khuẩn ở kẽ răng và chân nướu, giảm chảy máu chân răng, hạn chế tình trạng nhai chu và hôi miệng, máy tăm nước cầm tay Troman W10 sẽ giúp quý khách hàng chăm sóc răng miệng của mình một cách toàn diện hơn. Sau đây, siêu thị y tế xin giới thiệu và hướng dẫn quý khách hàng cách sử dụng máy tăm nước cầm tay Troman W10. Bộ sản phẩm máy tăm nước Troman W10 bao gồm các phụ kiện, thân máy, 4 đầu tăm nước, dây sạc USB và sách hướng dẫn sử dụng. Trên thân máy là các nút thao tác, nút tắt mở, nút chọn chế độ và các đèn led chỉ báo chế độ mạnh, trung bình, nhẹ, ngắt quãng và xịt tại chỗ. Bình chứa nước. Đầu máy với vị trí gắn đầu tăm nước. Vị trí cắm sạc, thiết bị sẽ sạc đầy khoảng 5 giờ để sử dụng liên tục trong 50 phút. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn đầu tăm nước phù hợp và gắn vào thân máy. Tiếp theo, đổ nước vào bình chứa nước. Quý khách có thể tháo bình chứa nước ra khỏi thân máy và đổ nước vào hoặc mở nắp bình chứa nước để thực hiện thao tác này. Chuyển đổi và lựa chọn chế độ bằng cách nhấn nút mod. Khi nhấn nút mod, các chế độ sẽ được chuyển lên và xuống. Sau khi chọn chế độ, nhấn nút on, off để bật máy. Máy tăm nước sẽ hoạt động ở chế độ đã chọn và đèn led sẽ sáng với chỉ báo chế độ tương ứng. Sau đó, quý khách đã có thể đưa vòi xịt vào miệng và bắt đầu làm sạch răng của mình với máy tăm nước cầm tay Troman W10. Máy tăm nước Troman W10 kết hợp áp lực nước và xung lực 1.600 lần phun trên phút, loại bỏ đến 99,99% mảng vụn thức ăn bám dính giữa các kẽ răng, giúp vệ sinh và chăm sóc răng miệng tối ưu với 4 đầu tăm nước, cổ điển, túi nha chu, chỉnh nha và làm sạch lưỡi. Thiết bị gồm 5 chế độ hoạt động, mạnh, trung bình, nhẹ, ngắt quãng và xịt tại chỗ cho quý khách thoải mái lựa chọn theo ý thích của mình. Thiết kế của sản phẩm rất nhỏ gọn, sang trọng, cải tiến đẹp mắt với hai màu sắc, xanh bạc hà và hồng. Đường gân sau thân máy giúp quý khách dễ dàng cầm nắm sản phẩm và không bị trượt. Dung tích bình chứa lớn 220ml, hạn chế việc gián đoạn khi sử dụng. Máy tăm nước cầm tay Troman W10 sẽ ghi nhớ chế độ mà quý khách đã sử dụng lần trước để tiếp tục thực hiện trong lần dùng sau khi nhấn nút mod. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút không hoạt động. Sản phẩm có thiết kế chống nước IPX7 và có thể được làm sạch trực tiếp dưới vòi nước. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm máy tăm nước cầm tay Troman W10, quý khách hàng có thể gọi ngay đến số hotline 0985 999929 hoặc truy cập website siêu thị y tế.com.vn ngày hôm nay.